Đấy nha, thầy sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng Altium cơ bản, nói tóm lại là cơ bản nhất thôi, nhanh nhất có thể. Thì đây chúng ta mở cái Altium ra, mở môi trường Altium ra, sau đó thì vào file, vào new, vào project, vào PCB project, bấm lên thì ở đây nó có một project rồi và nó trống. Thế bây giờ chuột phải vào cái project này, chọn add new to project, xong chọn schematic. Thứ hai là chúng ta sẽ thêm cái PCB vào, nhưng mà cái đấy tính sau. Ở đây cái này nó không giống với mình thì chúng ta có thể chọn cái mà chúng ta mong muốn. Trong cái thư mục mà thầy gửi cho các em ấy, nó sẽ có một cái thư viện template. Các bạn vào cái template, general template, xong rồi choose a file, tìm đến cái mà chỗ mà file template mà thầy gửi cho các em ấy, trong library standard Altium library này, xong rồi Altium design template, thế nào cũng có một cái. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái ví dụ như MT, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp A4 MT, chọn này, ok, thì nó sẽ thay sang cái này sang khổ giấy A4. Và ở đây nó sẽ có một cái template dạng nhỏ nhất. Thì các em có thể mở cái template ra để sửa cái tên Nguyễn Tuấn Anh thành cái khác được. Sau đó thì đây là A4 rồi, thì bây giờ chúng ta mới lấy linh kiện. Cái việc lấy linh kiện thì chúng ta vào library ở đây. Thế xong rồi nếu mà cái này không có nhé, giả sử không có này, thì chúng ta vào system, vào library ở đây. Đấy, xong vào ở đây library, xong rồi cái chọn install đi, vào install library. Thì cái file, bốn cái file mà thầy gửi cho các em, xong các em giải nén ra ấy, thì mở cái file ra. Đấy, thì thầy để ở đây, cho nên các em giải nén, các em để đâu đấy thì các em mở đúng chỗ ấy ra. Thế sau đó thì chúng ta sẽ chọn là ví dụ như là schematic, thì lấy cái file của thầy gửi cho các em là hình như là SCH 6.8 đấy, mở ra. Rồi, đấy, nó mở ra rồi. Đây thì bấm close ở đây. Thì mấy cái này không dùng, tắt nó đi. Tắt đi, bấm vào đây là được. Thế xong cái preview này thì để đấy. Cái này kéo ra như này, mở rộng ra, ví dụ như là các cái linh kiện khác như này. Thì chúng ta lấy linh kiện ấy, thì chúng ta sẽ lấy là ví dụ là cái này thêm một cái ấy đi, thêm cái library nữa, install một cái nữa, chọn cái này là PCB lib footprint đây rồi. Thế là chọn cái mới nhất, thầy gửi cho em đây, cái năm đây. Rồi, install, close. Rồi, để cho nó có cái nào có chân cẳng gì thì nó hiện lên luôn ở đây. Thế sau đó chúng ta sẽ lấy một linh kiện nào đó nhé. Ví dụ như này, chúng ta lấy pick đi, thì chúng ta bấm vào đây cũng được. Thì gõ 18F, ví dụ thế, 18F. Đây thì có chúng ta có 18F4520, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc 16F877 chẳng hạn. Thì chúng ta lấy 16F877. Thì place, nếu như mà phía bên dưới đây này mà có hình 3D ấy, thì về sau sẽ đây, ví dụ này ở đây mà có 3D thì về sau khi mà chạy ra máy in ấy, nó sẽ có cái hình 3D như này. Ở đây thầy chỉ dùng một chiếc thôi, lại để hai chiếc máy nó chậm. Ví dụ đây là 16F877A, ví dụ thế chẳng hạn. Thế xong ví dụ các bạn lấy Thạch Anh chẳng hạn, thì các bạn bấm vào đây, bấm extend. Đấy, extend đây chẳng hạn. Thì bấm place đây. Extend đây, bấm dấu cách để xoay linh kiện như này. Đấy.
ví dụ như là đây chẳng hạn như này. Thế muốn cái này muốn xóa đi chỉ việc chuột phải thì xóa. Còn cái này muốn nối dây nhá thì lại phải bấm vào đây. Place Y đây. Đấy. Thế xong rồi bấm vào OSC chân số 13 và 14, OSC 1, OSC 2. Đấy. Thì đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn có thể đặt theo tên, có nghĩa là tất cả cái này các bạn cho thành tên. Thì bây giờ làm nhanh là các bạn bấm vào đây xong rồi bấm một cái đường thẳng đây để cái đường nối dây này để mục đích là các bạn nhìn thấy màu đỏ, cái đường màu đỏ nối ở các chân không? Nhìn thấy không? Đấy, bấm vào đây một cái để cho tất cả các cái đường này nó sẽ nối với nhau hết. Xong bấm vào cái đường này, giữ Ctrl. Bấm vào đường này nhá, giữ Ctrl. Giữ Ctrl kéo. Đấy, giữ Ctrl làm nào đó để giữ Ctrl kéo được ra như này. Hoặc là có một cách khác là như này, giả sử bỏ cái này đi đã. Bấm vào đây Ctrl C, Ctrl V thì nó sẽ ra một cái khác. Bấm cái này nó chưa chạm nhau, các bạn kéo cái này để cho nó chạm hết nhau, tức là tóm lại các chân này chạm nhau. Xong các bạn giữ Ctrl. Giữ Ctrl là gì? Là khi kéo dây nó sẽ dính liền với cả linh kiện. Để kéo dây ra vào nó sẽ dính liền với linh kiện thì không bị mất. Và nếu các bạn không kéo, không bấm Ctrl thì nó sẽ chạy ra ngay như này. Đấy. Thì khi mà tạo được cái đường hai đường hai bên này như này rồi thì chúng ta sẽ có các cái dây ra rồi. Bây giờ các bạn đặt tên cho cái dây này. Ví dụ như ở bên này chẳng hạn, thầy đặt tên ở chỗ cái khu này là giờ B0 B mấy B7 chẳng hạn. Thì chúng ta sang bên này cũng thế. Ví dụ B0 B1 đến B7 đây. Thì chúng ta bấm một cái, đây là cái nét ở đây này. Place nét thì nó sẽ ra led label label led label 1 led label 0. Các bạn bấm tab một cái thì nó sẽ hiện lên cái led label như này. Các bạn ví dụ gõ là RB0 enter thì nó sẽ ra bờ RB0. Xong dán B0 B1 B2 B3 B4 nó sẽ tự nhảy. Đấy. B5 B6 B7. Ví dụ như xuống thằng này chẳng hạn. Thằng này là A mấy chẳng hạn thì các bạn bấm tab đấy. Các bạn sửa thành giờ ví dụ A0 nhỉ. Bấm vào đây thì có một cách khác là chúng ta có một giờ A0 xong chúng ta bấm tiếp vào đây nó sẽ lên A1 A2 A3 chẳng hạn. Các bạn cứ sửa như thế xong nó tự động tăng. Thì có một cách khác là copy thằng này, Ctrl C. Xong rồi Ctrl Shift V thì nó sẽ hiện ra cái bảng Smart Page này. Thì Smart Page là Smart Page cái gì? Thì chúng ta sẽ thấy là trong này là có cái dâm cell, tức là chính nó. Thì chúng ta bấm là page array. Page array tức là mình cho một mảng các cái này. Một mảng các cái này thì chúng ta theo có hai chiều là chiều hàng và chiều cột. Thì ví dụ như là chiều cột thì chúng ta để 1, còn chiều hàng chúng ta để 8. Thế xong rồi còn một cái in net label take increment đây này. Take increment tức là tăng theo chiều nào. Thì ở đây chúng ta chọn hàng thì tăng theo chiều ví dụ như là horizontal first được, vertical first được. Bởi vì là nó chỉ có một cột thôi mà. Xong rồi bấm OK thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện lên là 8 cái này. OK. Nhưng mà hiện nay nó đang trùng nhau rồi, các bạn nhìn thấy không? Đấy, làm lại. Ctrl Shift V, chúng ta có Ctrl C rồi mà. Thì ở đây round spacing chúng ta đang để bằng 0 thì chúng ta sửa cái này thành 10. Đấy, thì nó sẽ là ra 10 cái như thế này. À, ra 8 cái như này, mỗi cái cách nhau là 10, bởi vì cái led này mặc định là cách nhau là 10 mà. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là đây nó ra đây rồi 0123, nhưng mà ở đây là 012 theo chiều này, cái này là A0A1A2A3A4A5A6 như này theo chiều này. Các bạn bấm vào đây một cái xong quay nó đi, giữ như này để dê dê nhé, xong bấm phím cách quay nó đi. Quay nó đi thì cái này nó bị lộn ngược như này đúng không nhỉ? Lộn ngược ở đây thì các bạn ở trong phần SCH có cái phần là SCH Inspector, đúng rồi, SCH Inspector. Đây, cho vào đây. Thì SCH Inspector thì các bạn sẽ thấy là trong phần Orient này, Orientation này,
là degree nó đang 180, các bạn chuyển thành 0, 0 độ thì nó sẽ quay về đây. Y orientation hướng mà. Thì các bạn lấy từ A0 đến A5, bạn kéo vào đây. Đấy. Thì có rất nhiều cách, ý từ ý của thầy đây là lúc trước các em làm một cách, bây giờ làm một cách nữa. Thì làm nào này thì làm tùy, đúng không nhỉ? Thế còn cái thằng này thì kéo vào đây xong đặt tên nó này. Chân này là MCLR đúng không? MCLR. Đấy nó ra chân MCLR. Còn thằng này A5 bây giờ. Chân E thì tóm lại chúng ta dùng thì dùng không dùng thôi. Đúng không nhỉ? Đấy. Thế A6, A7 như thế, ví dụ thế. Thì đây là cái việc nối dây. Thế xong rồi chúng ta lại làm lấy cái cọc ấy. Đây ví dụ lấy cái này là header nhá. Cái này là header. Còn cái này là button. Đấy. Thì chúng ta biết được hai cái đấy thì chúng ta chui vào đây. Header có H, E, A. Đấy thì bây giờ header nó có từ 2 cho đến rất nhiều. Thế bây giờ muốn lấy header mấy? Ví dụ như là header 5 nhỉ. Các bạn sẽ phải chịu khó nhìn bởi vì là nó tương đối nhiều. Đấy header 5 này, nó đây H là nó cong cong. Còn thẳng cái này cong cong này, thẳng thì nó đứng. Đứng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó như thế này này. Đấy, trông nó hình như này thì cái chính là cái của mình đúng không? Place vào đây một cái. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ nối vào đây. Hoặc các bạn nối ra ngoài cũng được. Cái này các bạn nối ra ngoài đây cũng được. Nếu nối ra ngoài thì chúng ta ví dụ copy cái này, Canon C xong Canon V vào đây. Đấy để ở đây nó bao giờ hiện ra màu đỏ là được. Dính vào đây. Thế xong bôi đen một cái ở đây để cho nó xanh đi xong rồi. Phải giữ con trôn để kéo ra. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì nó sẽ nối với nhau. Đấy. Chẳng hạn thế thì các bạn sẽ lấy ở đây cho LCD, đây này LCD 16x2 nhé. Lấy đây cho LCD. Lấy ở đây cho button. Lấy ở đây cho header. Lấy ở đây cho điện trở. Trở thì các bạn ghi chữ trở. Ở đây là TRO. Đấy, thì trở nó ra cái này. Thế các bạn place ở đây thì các bạn ra điện trở. Thế bây giờ cái giá trị ở đây này, các bạn kích nút vào cái giá trị ở đây, các bạn sửa được 10k, ví dụ thành 1k này, nó gõ 1k ở đây. Enter. Đấy. Thì kích đúp vào đây, ví dụ gõ 2k này, enter thì các bạn muốn bao nhiêu k thì gõ. Cái này xoay 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 này, mãi, đúng nhỉ. Đấy. Nha, xong. Thì đến cái phần GND với VGC này lấy ở đâu? Thì ở đây nhá. Là GND VGC các bạn lấy ở trên này. GND VGC đây, bấm vào VGC đây. Thì ví dụ như các bạn paste vào đây. Thế xong rồi lấy dây đây, ví dụ nối như này. Chui vào đây chẳng hạn. Thì cái này phải giả sử bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Như thế. Thì GND nối vào đây. Cái này các bạn khi nào các bạn, nó chỉ dính khi các bạn giữ gân trôn và cầm GGG này thì nó mới đi thôi nhá. Đấy thì mới được. Đấy thì nó mới dính. Thế xong cái này rồi nhá. Xong cái này rồi thì bây giờ ví dụ như chúng ta muốn là đây nối như này đi. Ví dụ này. Cho nó gọi là có nối với nhau. Để tí chúng ta chạy linh kiện mà. Đấy, ví dụ này đi. Thế sang anh này. Thế cái này lấy quang trở, gõ quang trở hoặc nó kia, hoặc là lấy chính cái này này thay vào chỗ quang trở đấy cũng được. Là mở. Tóm lại việc lấy linh kiện thì như thế, việc xếp linh kiện như thế, việc đặt chân là dây như thế, là toàn bộ cái này là biết rồi đúng không nhỉ? Chỉ có điều là các bạn làm dần thôi, thạo thôi. Đấy. Thế nhưng ở trong cái này nó có một cái như này này mà cần phải học, đó là đây này, các em nhìn thấy cái việc thầy làm này. Zoom và pan là vô cùng quan trọng trong cái này đúng không? Thì zoom các bạn giữ chuột, bấm chuột giữa nhá, xong rồi đẩy kéo. Bấm chuột giữa xong đẩy kéo này nó sẽ zoom đúng vị trí con chuột luôn. Đấy, zoom to zoom nhỏ. Thế pan thì chuột phải. Cầm pan như này là chuột phải. Để đẩy đi thì làm như thế nó sẽ rất là nhanh và tiện. Các em đừng có như thế này xong rồi cố gắng là gõ giờ bên mấy ở đây này, sẽ nhìn không được. Thì cần thiết các em để chỗ này cho các em zoom to này làm cho dễ. Đấy, như vậy thì sau khi vẽ xong thì các em làm cái động tác như sau. Đây nhìn này, IC hỏi chấm. Đây giờ hỏi chấm, đúng không nhỉ?
mấy cái gì hỏi chấm, tất cả hỏi chấm hết. Thì các bạn sẽ vào tool. Xong rồi các bạn bấm vào anode schematic quietly. Bấm vào đây. Xong rồi hỏi có hay không thì trả lời là có. Để làm gì? Đây các bạn thấy giờ hỏi chấm, tức là linh kiện này không được trùng tên nhau nhá. Thì các bạn bấm có. Có nó sẽ thay đổi là 1, 2, 3 gì đấy một cách tự động. Đấy, nhớ nhá. Tool. Xong rồi quiet. Quietly, đúng nhỉ? Đấy thì xong cái việc này nhá, là chúng ta lưu nó lại. Lưu nó lại thì chúng ta lưu vào đâu đấy, ví dụ như là vào PCAD class Arduino 01 học Altium. Ví dụ như là bài mà ví dụ nhỉ. Đấy, save. Sau đó thì các bạn chuột phải vào đây. Add một cái nữa. Add new to project là PCB. PCB này add vào rồi thì nó sẽ ra một cái màu đen, các bạn zoom này thì các bạn thấy ra một cái màu đen như này. Thế các bạn cũng lưu lại Ctrl S cũng lưu lại. PCB 01 kệ nó. Các bạn đặt tên gì thì tùy các bạn, lưu lại. Thế xong các bạn sang phía bên này nhá. Sang phía bên này, giả sử cái này xong rồi nhá. Muốn biết thật sự xong rồi hay chưa thì các bạn nên check một phát. Tức là vào cái project này này, compline như này này. Compline này nếu mà có Euro nó sẽ hiện ra ở đây. Đấy. Thế giả sử như cái thằng này thấy đổi tên là G1 nhé. G1 nhé. Hai thằng này trùng nhau các bạn nhìn thấy không? Nhưng nhiều khi mình không để ý, có những cái mình không để ý. Thì project xong rồi compline này nó sẽ báo là hai thằng này Euro lỗi ngay này. Các bạn phải sửa cho bằng hết thôi. G1 này, G1 này. Đấy. Trùng nhau nó không được thì sửa lại. Thì lại vào tool xong quietly. À không có. Không có như này mà vẫn bị lỗi thì các bạn sẽ là vào tool lần thứ hai. Xong rồi force hoặc là các bạn reset đi. Bấm vào reset đi. Reset này. Bấm vào reset duplicate, bấm reset S. Thế sau đó thì lại bấm vào lại là cái quiet. Tóm lại chúng ta reset và quiet nhé. Đấy, reset trước xong quiet sau. Đấy xong là làm như này thì nó không bị ảnh hưởng gì. Xong nhá. Xong Ctrl S lại. Xong vào cái project này này. À cái design này, xong rồi chọn update PCB. Nó có 1. Tức là chuyển toàn bộ sơ đồ nguyên lý này sang thành mạch in nhá. Chuyển thành mạch in này. Xong bấm execute. Trên chạy cái này. Đấy. Thế xong rồi các bạn bấm sau on euro, nếu mà không có lỗi gì thì thôi, thì coi như xong. Thế xong close lại. Sang đây thì việc cần thiết đầu tiên là bấm một phát vào cái màu xanh như này. Bây giờ các bạn bấm này di chuyển nó chạy hết. Thì bấm vào cái màu đỏ này, bấm một phát vào màu đỏ. Xong bấm delete đi để xóa đi. Mình không cần cái đấy. Xong rồi thấy cái này zoom lại thì nó cứ thu vào cái góc này, bực mình lắm. Các bạn bấm Ctrl A nhé. Xong đưa con chuột vào một linh kiện nào đó để nó thành mũi tên 4 chiều. Bấm một phát xong kéo nó lên. Đấy thì bây giờ nó ở trên này rồi. Thì bây giờ mình zoom nhỏ lại thì nó nằm ở giữa màn hình thì dễ nhìn. Xong các em sắp xếp linh kiện sao cho nó dễ đi quay bằng cách là dấu cách. Đấy. Sao cho dễ đi dây, ví dụ cái này quay lên như này nhỉ. Cái này quay lên như này nhỉ. Các em sắp xếp sao cho nó dễ đi dây. Đấy. Ví dụ như này nhỉ, nhìn thấy có đi được không? Các bạn nhìn thế này, cái dây nó rất vướng đúng không nhỉ? Nhìn dây rất vướng thì chuột phải vào đây. Chọn Option. Chọn Bot Option. Bỏ cái đường dây đi thì chúng ta có hai bước. Bước số 1, đây này các bạn nhìn thấy min. Min tức là đơn vị là inch. Thế bây giờ các bạn đổi sang metric. Xong OK. Lại làm file lại phát nữa. Và Bot Option. Xong bây giờ các bạn vào guide. Xong có dòng đầu tiên này kích đúp màu xanh ở đây. Các bạn thấy đây ra cm nhé. 0,127cm, tức là khoảng cách giữa cái này này. Các bạn, đây là line các bạn chuyển thành dot. Cái này là line chuyển thành dot. Cái số này 5x các bạn sửa thành nó là 20x chẳng hạn. Để cho nó nó có hai lớp grid tất cả. Thì lớp grid trong là 0,127mm. Thì lớp grid ngoài thì nhân với 20 lần. Apply. OK đấy, các bạn nhìn thấy cái này nó thành chấm chấm rồi. Để nhìn đường dây nó dễ. Xong nhá, bây giờ di lại sao cho nó bằng cho nó hợp lý nhé. Tóm lại là xếp linh kiện ấy,
Thì cái vỏ màu vàng này là chính là vỏ ngoài của linh kiện, nhưng các bạn xếp làm sao cho nó vừa phải hợp lý thôi, chứ đừng có xa quá. Có những bạn xếp như này, tít ngoài này đây, có cái mạch của chúng ta vào trên này, các bạn xếp như này một cái, như này một cái, xong đây một cái, thế cuối cùng là tốn bao nhiêu phíp đồng mà chả giải quyết được vấn đề gì đấy. Thế còn nếu mà xếp trong quá trình xếp LCD chẳng hạn, thì các bạn phải lưu ý cái việc là đây này, cắm LCD này này vào nó cũng cái chỗ nào có vừa không, hay là LCD này các bạn lại xếp lại ví dụ như cắm đằng này thì ngon đúng không nhỉ, cắm đằng này thì đây nó chèn lên bích, các bạn lại xếp lại cắm chèn lên một cái linh kiện như này, thế chèn lên linh kiện thì bây giờ cái dưới cái LCD lại có mấy cái header để cắm ra ngoài nữa, thì bây giờ mình chèn này mình cắm làm sao, hiểu ý không? Thì trong lúc thiết kế cần phải lưu ý cái việc đấy để tránh việc chồng chéo. Thế xong cái này rồi nhá. Thế xong bây giờ chúng ta mới chạy dây cái này này. Thì cách nhanh nhất đó là vào auto root, chọn on. Thì khi mà các bạn chạy root on như này, nó sẽ sinh ra hai lớp. Đây các bạn nhìn thấy là một lớp thôi đúng không? Thế nhưng mà bình thường nó sẽ sinh ra hai lớp nếu mà mạch phức tạp. Nhưng lời khuyên của thầy là đấy, ví dụ chạy rồi trong họ muốn bỏ đi vào tool do unroot on thì nó sẽ hủy hết đi. Lời khuyên của thầy là các em chạy bằng tay. Mặc dù sẽ cảm các em sẽ chạy đấy cảm thấy rất khó chịu. Đây này. Lớp trên là top layer này. Cái chuột phải để hủy lệnh đi với cả pan nhé, thì lớp trên top layer, lớp dưới là bottom layer. Tức là cái lớp trên mặt mà có linh kiện này được gọi là top. Thế cái lớp mà có mạch in đằng sau này lại được gọi là bottom. Hiểu ý không? Đấy thì bây giờ chúng ta nên chạy ở lớp bottom, thống nhất với nhau như thế, cho nên là chúng ta không dùng lớp top, bởi vì chúng ta chỉ dùng làm mạch in một lớp thôi mà. Thì nó có cái là chạy như này nhá, bấm vào lớp bottom rồi các bạn chạy vào đây thì nó sẽ chạy ra là cái lớp bottom. Nhưng các bạn nhìn thấy cái đường dây này bé xíu, đường dây này các bạn kích đút mà xem đấy nhá, đây. Đây đường dây này nó chỉ 0.254 mm, tức là 1 mm chia ra thành 4 lần, không thể chạy được đâu, hiểu ý không? Cho nên chúng ta phải sửa, chúng ta sẽ vào design xong rule sửa cái đấy thì vào trong cái phần routing như này, trong width, vào tiếp width thì ở đây chúng ta sửa lớp to nhất thì để 2 mm, lớp này thì để 1, lớp này thì bé nhất để 0.8. Apply. Ok. Thế bây giờ mấy cái này là lỗi gì nhá? Nhìn thấy đường chấm xanh xanh chưa? Bây giờ mình bấm vào đây này, mình chạy cái này này, các bạn thấy đường dây nó to này cơ mà. Thì kích đút vào đây để xem, thì đây bây giờ cái đường dây này là 0.8. Nó phải 0.8 mm thì làm mạch mới được. Đấy. Thì mấy cái này đổi đi thì bấm có thể đổi nhanh bằng cách bôi đen này. Thế xong rồi vào chỗ PCB và PCB Inspector này thì kéo nó vào đây. Thì trong phần width này nó 0.254 thì đổi thành 0.8 thì nó cũng lên cả. Đấy thì sau khi làm cái này xong nhá, thì bây giờ đây chạy lốt mấy cái này đi thì nó ngắn mà. Chạy lên đây, lên đây. Lên đây kích đơn phải mấy lần nó mới nhận. Đây một lần thì còn cái chỗ này nó chưa nhận đâu, phải kích thêm lần nữa vào đây. Chuột phải để cho nó hủy cái đường dây dính này đi, hủy cái chuột phải. Chạy vào đây. Đấy. Thế cái này xong nhá. Mạch này đã được nối dây hết rồi. Xong. Thì các bạn làm nào để Ctrl+S lại, làm nào để xuất ra được giấy A4 để in. Đúng nhỉ? Thì các bạn vào đây, vào file. Xong vào fabrication output, xong các bạn chọn final. Chọn sau khi chọn final thì cái này nó sẽ bắt lưu cái project này lại, thì thầy sẽ lưu vào DPCAD class Arduino 01 học Altium ví dụ. Đây save vào đây. Còn bây giờ nó sẽ chạy đây, nó sẽ hiện lên mấy cái như này này. Thì chúng ta thấy là cái lớp ở đây của chúng ta là có đường dây này. Đúng nhỉ? Có mấy cái lớp có đường dây, có mấy cái lớp chỉ có chấm chấm thôi. Đấy. Thì các bạn làm như sau, như này chưa in được đâu nhá. Chuột phải cấu hình cái đã. Thứ nhất, Page Setup cái này ở letter chúng ta chọn A4. Quan trọng nhất cái này, Fit on Document chọn Scale và cái này chọn 1.
Cái chỗ này gray thì không được, phải chọn mono. Được chưa? Ok. Đấy nhá, cái chỗ đấy các bạn về phải xem lại nhá. Nó rất quan trọng đấy. Đây thì bây giờ nó mới tờ A4 như này, nó mới ra kích thước thật được. In nó mới, cái chân của nó mới cắm được linh kiện. Không làm cái này in ra chân trên mạch in thì dài, còn linh kiện thì ngắn, hoặc chân mạch in thì ngắn, linh kiện thì dài, cắm không vừa. Thế bây giờ cái này muốn zoom ở chỗ này thì bấm Ctrl xong lăn chuột. Thế bạn nhìn thấy đây là không có lỗ, thế chuột phải phát nữa. Xong rồi chọn configuration. Thế các bạn chọn cái chỗ bottom layer đây này. Bỏ cái mechanical bỏ đi, chuột phải vào delete đi. Yes. Xong rồi ở đây các bạn nhìn thấy cái lớp bottom này không? Đây là cái chỗ hole này, có lỗ này. Bấm vào đây một phát. Xong rồi bấm ok. Đấy thì bây giờ các bạn nhìn thấy lại Ctrl xong lăn chuột nhìn thấy lỗ chưa? Thế xong bây giờ các bạn in print. Print thì nên cài cái máy in ảo là PDF Creator, chọn Current Page. Tức là trang này, mình đang đứng ở trang này mà. Ok. Xong rồi save vào. Thế cái này là học Altium đây rồi. Save vào. Thế bây giờ các bạn chỉ việc mang cái file PDF này này ra ngoài in. Thế bây giờ nhá, cái tờ A4 ấy là chúng ta có ở nhà có đúng nhỉ? Tất cả quyển chúng ta có, thì chúng ta muốn biết là xem chuẩn hay không thì chúng ta phải lấy một tờ giấy A4 nhé, chưa bị cắt nhé. Sau đó zoom cái màn hình này này, zoom lên, đặt cái này vào, đặt cái chiều ngắn của cái tờ A4 vào chiều ngang của màn hình. Sau đó zoom cho cái tờ giấy, vì tờ PDF này là A4 đúng không? Zoom vào tờ giấy này sao cho nó vừa với cả cái chiều ngang này này. Có nghĩa là mình làm cái giấy ảo bằng với giấy thật ở kích thước thật. Thì thầy nghiệm ra là của thầy là chỗ này là 137%. Zoom to. À đây trên này 137%, enter. Thì bây giờ là thầy ốp cái ngoài và cái trong là bằng nhau như đúc. Đấy. Thì cái đấy là cái hệ số màn hình của mình bao nhiêu mình phải nhớ. Thế xong bây giờ mình mới mang con linh kiện của mình ấy, mình mới ốp thử vào đấy, nhìn xem nó có vừa chân không. Hiểu ý không? Mình chưa làm máy in mà ốp thử vào xem vừa chân không. Nếu mà vừa chân rồi thì coi như ok. Thì mang đi ngoài quán in ấy, bảo người ta là in cho em là A4 100%. Không có co giãn gì nhá. Khi in ấy thì nó sẽ ra chuẩn luôn. Và đến lúc các bạn là hàn mạch xong khoan mạch ấy là nó cắm vào nó vừa zin luôn. Đấy. Thì đấy là toàn bộ cái mà kiến thức liên quan đến Altium cơ bản để hướng dẫn các bạn có thể làm được một cái mạch. Thì thầy cho các bạn cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch PEX này rồi. Các bạn về các bạn vẽ cái mạch này ra. Luyện Altium ấy mà, đầu tiên sẽ vẽ rất lâu về cái dùng chuột này này. Nó chưa quen. Nhưng không sao cả, các bạn vẽ đơn giản như thầy thôi. Làm lại cái ví dụ của thầy. Sau đó thì dần dần cho khó dần lên, chứ đừng khó ngay vào đây mà đến lúc nó loạn nhé. Đấy, nên làm phần nào liên quan phần nào là làm ok phần đấy. Thì vẽ, sau khi vẽ xong này thì các bạn sẽ luyện được cái Altium. Thì buổi sau có, tức là các bạn làm được kết quả như nào, các bạn up cái file đấy lên trên cái group Facebook ấy để cho tất cả mọi người cùng xem. Thế và đến lúc thầy sẽ xem là bạn nào mà chạy được cái mạch in này này mà đẹp ấy thì chúng ta sẽ lấy làm mẫu. Ví dụ cái này các bạn muốn xem 3D, các bạn vào view vào 3D layout hoặc là bấm số 3 là được. Thì giữ shift xong rồi chuột phải quay như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nguyên trong như này, thầy thấy là 3D đây được rồi, thì mình in ra mình hàn thì nó cũng giống như này thôi. Đấy. Thì nếu mà mạch của bạn nào đẹp thì chúng ta sẽ chọn để làm mạch in, còn nếu mà tất cả các mạch của các bạn mà xấu hơn mạch thầy thì sẽ lấy mạch của thầy ra để làm mạch in. Đấy, thì tùy các bạn, hoặc các bạn ứng dụng cái gì thì các bạn làm nhá. Đấy thì để cái phần mạch in này nó chủ yếu là luyện cơ tay thôi mà. Zoom giữa các thứ. Thì khi mà làm xong cái đấy rồi thì chúng ta sẽ làm, nếu các bạn muốn làm về thật về PEX thì các bạn cứ làm, thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm máy in. Rồi các bạn sẽ phải có mạch nạp, sẽ ở PEX phải có tất cả các linh kiện theo như cái sơ đồ đấy. Thì nên đây thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm mạch thật nếu các bạn muốn. Còn
Trên lớp thầy sẽ hướng dẫn các bạn là lập trình xong mô phỏng. Thì mô phỏng theo cái sơ đồ này, theo kiểu sơ đồ này, xong chúng ta lấy thêm linh kiện và chúng ta mô phỏng kiểu như thế. Hiểu ý không? Thì cơ bản vẫn là vẫn giống như lệnh si bình thường thôi, vẫn giống như anh chúng ta học thôi nhé. Đấy thì hôm nay